Ông Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao việc tổ chức mô hình cách ly điều trị tại chỗ đối với bệnh nhân F0 không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ của thành phố Thủ Dầu Một tại chùa Hội Khánh. Đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc những nghĩa cử của Phật giáo tỉnh đã thực hiện các công tác từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân suốt thời gian qua. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và chùa Hội Khánh, Hòa thượng Thích Huệ Thông, trưởng ban trị sự, trụ trì nhà chùa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định Phật giáo Bình Dương sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân vượt qua đại dịch. Dịp này, đoàn lãnh đạo tỉnh đã tặng quà, động viên các y bác sĩ và tình nguyện viên đang làm việc tại khu cách ly điều trị F0 và trạm y tế lưu động chùa Hội Khánh.